nổ phòng thí nghiệm của Đại học Hàng không và Du hành Vũ trụ Nam Kinh. Xe khách đột nhiên xoay ngang rồi lao khỏi cầu ở Thành Đô. Nổ khí ga trong một tòa nhà dân cư ở Đại Liên. Công nhân đập phá công trình do chính mình lắp đặt vì bị nợ lương. Hồ Bắc xả lũ, hơn 100 người đổ về lòng hồ để bắt cá. Những viên đá đen dày đặc rơi xuống từ bầu trời ở Etna, Ý. Thủy triều như sóng thần dâng tràn trên đường phố Hamburg, nước Đức. Kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin tổng hợp Thiên tai nhân họa và các hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ trên kênh TCT. Liên Phượng sẽ là người đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Nổ phòng thí nghiệm của Đại học Hàng không và Du hành Vũ trụ Nam Kinh. Một vụ nổ lớn đã xảy ra trong phòng thí nghiệm của Đại học Hàng không và Du hành Vũ trụ Nam Kinh vào lúc 15 giờ 54 phút chiều ngày 24 tháng 10. Vụ nổ rung chuyển cả khu vực quận Giang Ninh, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngay sau đó là một đám mây hình nấm bốc lên. Nguyên nhân được xác định là do sự cố rò rỉ hơi hóa chất dễ cháy nổ trong phòng thí nghiệm. Sự cố làm ít nhất 2 người tử vong và 9 trường hợp khác bị thương. Xe khách đột nhiên xoay ngang rồi lao khỏi cầu ở Thành Đô. Chiều ngày 21 tháng 10, chiếc xe khách đang chạy bình thường ở Thành Đô bỗng dưng quay ngang rồi leo lên vỉa hè, lao khỏi cầu ở khu vực Đô Giang Yển. Các quan chức địa phương báo cáo rằng chiếc xe buýt không chở người nên không có thương vong đáng tiếc nào. Nổ khí ga trong một tòa nhà dân cư ở Đại Liên. Vào khoảng 5 giờ 30 ngày 24 tháng 10, một vụ nổ khí ga đã xảy ra tại một tòa nhà dân cư 5 tầng ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh và phần mái của tòa nhà đã bị thổi tung. Sau đó, đám cháy đã được dập tắt và đội cứu hộ đã nhanh chóng tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn. Vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người chết và 7 người khác bị thương. Những người gặp nạn đã được các bác sĩ đưa đi điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Công nhân đập phá công trình do chính mình lắp đặt vì bị nợ lương. Vào ngày 22 tháng 10, những chiếc cửa sổ mới thi công xong trong một tòa nhà chung cư ở Khai Phong, Hà Nam đã bị một nhóm công nhân đập phá. Các công nhân đã tự mình đập phá công trình đã lắp đặt. Tìm hiểu ban đầu cho thấy nhóm công nhân bị nợ lương xây dựng đã có hành động bột phát đáng tiếc đó. Hồ Bắc xả lũ, hơn 100 người đổ về lòng hồ để bắt cá. Vào ngày 22 tháng 10, do mưa lớn ở An Lục, Hồ Bắc, đập An Lục, Phủ Hà đã được mở để giảm tải cho hồ chứa. Cảnh xả lũ ngoạn mục thu hút rất nhiều người dân đến xem. Hàng trăm người từ khắp nơi đổ về câu cá. Con cá bắt được nặng gần đến 20 cân. Giới chức địa phương đã ngăn chặn việc này, đồng thời cảnh báo một mối nguy hiểm lớn trong công tác xả lũ và an toàn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Những viên đá đen dày đặc rơi xuống từ bầu trời ở Etna, Ý.
núi lửa Etna ở Ý đột nhiên phun trào dữ dội hôm 23 tháng 10. Có một loạt âm thanh vang rền phát ra và sau đó là cột tro và khói bụi bay lên trời. Những viên đá đen, nhỏ, dày đặc bao phủ các con đường và ô tô ở các thành phố khác nhau, có nơi cách đó hơn 20 dặm. Vụ phun trào dữ dội buộc các hãng hàng không phải hủy bỏ gần như tất cả các chuyến bay trong kỳ nghỉ nửa năm. Núi Etna phun trào trong những ngày tồi tệ nhất kể từ khi vụ phun trào bắt đầu vào tháng 2 năm nay. Thủy triều như sóng thần dâng tràn trên đường phố Hamburg, nước Đức. Đây là video ghi lại cảnh thủy triều dâng lên đáng kinh ngạc ở sông Elbe. Cảnh thủy triều dâng lên cao được so sánh như sóng thần dâng tràn trên đường phố Hamburg, sông Elbe, Đức. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại suy nghĩ của các bạn ở phần bình luận phía bên dưới để giúp chúng tôi hoàn thiện hơn. Và một lần nữa, tôi là Liên Phượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.